Đã kiết còn tham. Tôi đã tính phen này cho thằng nhỏ lên tỉnh dự thi, hai cha con sẽ ở trọ. Cơ mà anh chị có lòng giữ lại, tiếp đãi nhiệt tình quá. Thật ngại phiền anh chị quá rồi. Có gì đâu mà bác cứ áy náy mãi. Họ hàng với nhau, mang tiếng lên tỉnh, chẳng lẽ nhà tôi lại không giữ bác được dăm bữa nửa tháng? Bác đừng có khách sáo. Tới giờ ăn cơm rồi, hai cha con cứ tự nhiên, đừng có khách sáo nha. Nào, mời bác ăn cơm đi cho nóng. Dạ, mời anh ăn ạ. Ăn đi con, canh bí ngon lắm. Bác chớ coi thường cái món canh bí này, ăn không chỉ rất ngon, lại có tác dụng làm sáng mắt. Ăn bí rất có lợi cho mắt đấy ạ. Chẳng thế mà nhà tôi quanh năm ngày tháng ăn bí đều được, lại còn thấy ngon là khác. Dạ, anh nói phải lắm. Bà nó ơi, còn gì không? Cho tôi ăn với. Làm gì mà ăn hùng hục thế? Gớm, bàn nãy ăn cơm canh bí, giờ đói hoa cả mắt. Ai bảo cứ cố sống chết, giữ cha con họ lại cơ. Một hai bữa thì được, ai lại ở lì cả nửa tháng trời nay rồi. Tiền của tôi có phải vỏ hến đâu mà nuôi được chứ. Nào, tôi cũng có muốn vậy đâu. Cơ mà nhà ta trên tỉnh lại khá giả, họ hàng từ quê lên, chả nhẽ không giữ lại. Để họ ra ngoài ở trọ, rồi khi về quê, người ta lại nói này nói nọ, hổ danh nhà mình ra. Đấy, thì chính là cái danh ấy nên tôi mới cố nhịn. Nhưng mà nói trước nha, chỉ có canh bí thôi đấy. Cũng chỉ thế thôi chứ. Tôi cũng ngồi ăn cùng họ mà, họ còn dám nói gì. Bác đang nhìn gì có vẻ chăm chú thế? Anh đấy à, tôi đang xem ở làng diễn tuồng, không biết anh đi qua, mong anh thông cảm. Ở làng diễn tuồng mà bác ở đây nhìn thấy được à? Nhìn như thế nào vậy? Dạ, nhìn thấy chứ, nhìn thấy rõ lắm. Sao mà thấy được chứ? Trời tối đen như mực thế kia. Ồ, thế anh không thấy gì sao? Tôi thì thấy rõ lắm. Quái lạ, có gì đâu mà nhìn chứ. Ô hay, rõ thế kia mà. Đấy, đang đến đoạn quân lính chuẩn bị xung trận kia kìa. Tôi nhìn rõ lắm, đến cả đôi giày của họ màu gì tôi còn nhìn rõ một một. Từ ngày ăn canh bí nhà của anh đến nay, mắt tôi càng ngày lại càng sáng ra. À vâng, canh bí thật có tác dụng. Người nghèo, người giàu. Tối quá rồi, có lẽ ta nên tìm một ngôi nhà nào xin ở nhờ qua đêm, rồi sáng mai đi tiếp vậy. Ông là ai? Có chuyện gì lại gõ cửa nhà tôi? Tôi đi ngang qua làng thì trời tối muộn quá rồi. Cho tôi xin ngủ qua đêm nay ở nhà ông được chứ? Nhà tôi chất đầy lương thực cho nên không còn chỗ cho người ngủ nhờ. Đến người ăn kẻ ở trong nhà còn chẳng đủ chỗ ngủ nữa là. Đi tìm chỗ khác mà ngủ nhờ đi. Thank you.
ông. Ông cần gì? Anh có thể cho tôi ở nhờ đêm nay được chứ? Ồ, tất nhiên rồi. Tối nay ông hãy ở lại nhà tôi. Trời đã tối đen như mực thế này. Ông vào đi. Xin lỗi ông, nhưng nhà chúng tôi chỉ còn có vậy thôi. Mời ông ăn tạm cho đỡ đói. Ông bà tốt với tôi quá. Có gì đâu chứ. Xin ông cứ tự nhiên như ở nhà. Chúng tôi nghèo thật nên chẳng có gì ngoài tấm lòng. Tối nay ông nằm trên giường của chúng tôi. Ông đi cả ngày nên chắc đã thấm mệt rồi. Chúng tôi sẽ nằm ở đệm rơm. Đâu thể như thế chứ. Tôi chỉ cần được nằm đệm rơm là tốt rồi. Ông bà đừng làm tôi khó xử. Không được. Dù gì ông cũng là khách mà. Ông bà thật tốt bụng. Tôi chẳng biết nói gì để tỏ lòng biết ơn cả. Cảm ơn ông bà vì bữa tối và chiếc giường êm ái. Tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, lại cả món súp ngô buổi sáng ngon tuyệt nữa. Cánh cửa nhà chúng tôi rất vui lòng đón tiếp ông bất cứ lúc nào. Ông bà thật tốt bụng. Ông bà có được 3 điều ước. Tôi sẽ giúp ông bà thực hiện 3 điều ước. 3 điều ước ư? Vậy ngài là... Nào, hãy ước đi. Hỡi vợ chồng người nông dân tốt bụng, nếu ngài đã nói vậy thì tôi xin được ước. Chúng tôi chẳng mong gì, chỉ mong suốt đời được thanh thản và luôn luôn mạnh khỏe, vậy thôi. Và thực sự là chúng tôi cũng chẳng biết dùng điều ước thứ 3 vào việc gì. Ông bà nghĩ sao về một căn nhà mới để thay cho túp lều này? Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó, nhưng nếu được như vậy thì còn gì bằng chứ. Cái gì thế kia? Ra mà xem. Tôi nói thật mà. Hả? Ôi, cảm ơn. Cảm ơn ngài. Thật ngoài sức tưởng tượng. Căn nhà to đẹp quá. Đó là những gì ông bà xứng đáng được nhận. Ngài là... Ta chính là người tối qua xin ngủ nhờ nhà ông bà đây. Trời, thật thế sao? Tôi cứ tưởng ngài chỉ là... Ông thật ngu ngốc. Lẽ ra ta đã có được căn nhà to đẹp thế kia. Ôi trời ơi là trời. Phúc để đời. Con Lam mới về à? Dạ, cháu chào bác Như. Về là tốt rồi. Bà cháu ốm quá, xưởng đóng cửa cả tháng nay rồi. Cháu về nhà đã ạ, cháu chào bác. Tội nghiệp. Ba ơi. Lam, sao con về mà không báo ba? Ba ốm sao không gọi cho con, ba không thương con đúng không? May mà có người quen báo cho con biết. Cái gì đây ba, ba mệt thế, con ngồi viết sách dạy làm gì? Ba đang dạy một nhóm học viên, tranh thủ viết sách cho các nhóm sau luôn. Chán ba thật, ba cứ cưu mang người ta, rồi người ta báo đáp ba như lão sinh ấy. Con còn nghe được chuyện vì lão sinh mà xưởng gốm nhà ta lao đao, rồi ba sinh bệnh thế này đây. Con học bên đây, sao chuyện gì cũng nghe ngóng được thế hả? Chuyên tâm học hành đi con, đừng lo cho ba. Không lo sao được, ngày trước con đã phản đối việc ba mở lớp dạy nghề miễn phí rồi. Ba vẫn cưu mang bao nhiêu người để rồi nhận lại được những gì chứ? Thôi con, có những chuyện làm sao tính toán được. Càng nói càng tức, con sẽ sang gặp lão sinh làm cho ra nhẽ. Lam Lam, không được đi. Anh sinh đâu ra đây? Thì ra là thiên kim tiểu thư của ông Năm. Anh quên ba tôi đã tận tâm dạy anh thế nào ư? Coi anh như con, nuôi học, nuôi anh ăn ở mấy năm trời. Vậy mà anh, đồ học trò vô ơn, ăn cháo đá bát. Giờ anh tài giỏi, mở cái tiệm to nhất phố. Anh quay ra nói xấu, rêu rao xưởng gốm nhà tôi kém chất lượng. Này cô em mở bên kia biết gì mà nói.
Anh đây có sao nói vậy chứ chẳng đặt điều cho ai hết. Em nhìn hàng của anh đi, rồi về cái xưởng gốm lụp xụp cũ nát nhà em mà xem. Giờ ai người ta còn chuộng cái thứ gốm ấy nữa. Chắc nình nịch, vừa thô vừa quê, mẫu mã thì cũ mềm. Cái xưởng ấy có đóng cửa cũng là do ông Năm quá cổ hủ, mãi mê truyền nghề không chịu đầu tư thôi. Anh... Lam! Lam ơi, về nhà ngay, ba cháu nguy rồi. Ba cháu làm sao cơ? Tin em bán xưởng, anh đến xin mua lại. Dạ, chào anh. Anh là học trò của ba em ạ. Ừ. Em cũng phải nói thật với anh, xưởng giờ ít khách lắm. Dụng cụ thì cũ, hàng tồn nhiều. Hay là anh cứ thăm xưởng đi đã, rồi... Chính vì xưởng như vậy, anh mới muốn phục lại xưởng cho thầy. Nói thật, nhìn xưởng gớm thế này, anh cũng xót xa lắm. Nhớ hồi anh lang thang đi kiếm việc, gặp thầy, thầy thấy thương bảo về thầy dạy gớm. Thật ra lúc đó anh biết gớm là gì đâu, chỉ nghĩ có cái nghề cái đã rồi tính. Sao thì bị nhiễm bệnh yêu nghề của ba em đúng không ạ? Đúng đấy, thầy Năm nổi tiếng say nghề mà. Nên em cứ yên tâm giao xưởng cho anh, còn lo chuyện học hành bên kia nữa. Em chắc nghỉ học rồi kiếm việc làm thôi anh à. Du học tốn kém lắm mà giờ em... Em không được nghỉ học, anh sẽ lo chuyện kinh doanh ở xưởng, lời lãi sẽ gửi em tiếp tục học tập. Chúng ta phải cố gắng để thầy an lòng em à. Em... Vậy nhé, anh lên thắp hương cho thầy. Ba ơi, ông trời có mắt, xưởng được cứu rồi, con được đi học tiếp, ba có vui không? Chuyện ở tiệm cắt tóc. Quý khách muốn cắt kiểu đầu gì ạ? Đây là những mẫu tóc của hiệu chúng tôi ạ. Kiểu này đẹp này ba, hai cha con mình cắt giống nhau nhé ba. Ừ, được đấy. Xin quý khách vui lòng đợi một chút, tôi quay lại ngay đây ạ. Ôi! Cháu xin lỗi bác. Cậu! Chuyện không may thôi, không vấn đề gì cả đâu anh. Lỗi tại cháu thiếu thận trọng, xin quý khách tha lỗi. Để cháu đưa nó đi làm sạch cho bác ạ. Làm sạch? Cậu có biết cái áo này? Ba ơi, cái áo da này làm sạch rất dễ, lát nữa về con sẽ làm sạch nó. Không vấn đề đâu anh, chúng tôi sẽ tự xử lý. Anh mau đi rửa tay đi đã, thuốc nhuộm rất hết ra rồi. Cảm ơn anh. Vậy tôi sẽ quay lại ngay, xin làm phiền hai người. Nam, sao con lại... Không vấn đề gì cả ba ạ. Lát về con sẽ làm sạch trơn cho ba. Chiếc áo lem bẩn hết mà con lại bảo người ta là không vấn đề gì, như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ba xem này, sạch bông kinh kích nhé. Ba đừng giận nữa ạ. Thợ ở tiệm cắt tóc lớn như thế mà làm ăn bất cẩn, sai rành rành như thế mà con cứ luôn miệng không vấn đề gì, bên người ta chầm chạp trước mặt ba, như thể ba là người có lỗi vậy. Ba, con xin lỗi nếu làm ba phật ý. Nhưng hồi con còn du học ở Mỹ, ba nhớ không, con cũng làm thêm ở một nhà hàng rất lớn. Dạ.
Nhà hàng sang trọng có khác, toàn dùng bát đĩa nạm ngọc. Những chiếc đĩa này đắt tiền lắm đấy. Mọi người cẩn thận một chút nhé. Nhân viên nhà bếp chuẩn bị ra họp với sếp. Trời ơi, em có bị thương không? Dạ, em xin lỗi, em bất cẩn quá. Không vấn đề gì hết, em không bị thương là tốt rồi. Mọi người hãy giúp chàng trai này nhặt mảnh vỡ nhé. Có chuyện như thế sao? Ba ơi, khi làm vỡ chiếc đĩa đắt tiền đó, con thấy hoảng sợ, nóng ran khắp người, mặt mày đỏ lựng, phần vì thấy mình vô dụng quá. Lời nói nhẹ nhàng của anh quản lý lúc ấy như nâng con dậy. Con thầm ước trong đời con sẽ được mang đến cảm giác ấy cho nhiều, nhiều người khác ba à. Cũng trong nhà hàng ấy, lại một lần khác nữa. Tôi xin lỗi. Không vấn đề gì, chút nước sốt thôi. Tôi vào phòng vệ sinh rửa một loáng là sạch thôi. Ba ơi, bởi vì ngay cả những người lạ ở một nơi cách xa nước mình nửa vòng trái đất, họ sẵn sàng cảm thông, bao dung với con. Vậy nên, chuyện hôm nay dù anh thợ trẻ ấy có phạm lỗi, thì ba cũng hãy tha lỗi cho anh ấy nhé. Chính con trai ba có lúc còn vụng về hơn thế, ai cũng có lúc mắc lỗi mà ba nhỉ. Con trai ba trưởng thành thật rồi, giờ còn biết khuyên nhủ cả ba nữa. Dạ, con không dám đâu, chỉ là... Nghe chuyện con kể, ba cảm động lắm. Giờ thì ba hiểu tại sao sáng nay con lại luôn miệng không vấn đề với anh thợ trẻ đó trước mặt ba. Con tin rằng anh thợ trẻ ấy sẽ nhớ câu chuyện hôm nay, và biết đâu câu chuyện ấy sẽ được kể với nhiều người mai này. Ba ơi, nếu trên đời này ai cũng rộng lòng, sẵn sàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp thêm biết bao, phải không ba? Con nói phải, đã đến lúc ba mẹ phải học con nhiều rồi đấy. Sự tích con sam biển. Anh đi chuyến này chắc phải nửa tháng mới về. Em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Anh đi cẩn thận nha. Thuyền chúng tôi va vào đá ngầm, có hai người bị rơi xuống biển và bị cuốn đi, trong đó có anh Huân. Không, anh Huân, không còn anh nữa, em sống còn có ý nghĩa gì? Đừng tuyệt vọng, ta đến để giúp con. Xin hỏi, ông là ai? Ta là thần biển. Xin người hãy giúp con. Hãy cho con biết chồng của con còn sống hay đã chết. Vậy là chồng con vẫn còn sống. Đúng vậy. Nhưng trên đảo ấy không có nước ngọt, không có thức ăn. Con cầu xin người hãy cứu lấy chồng con. Con hãy tự đi cứu lấy chồng mình. Ta ban cho con viên ngọc thần. Chỉ cần con ngậm viên ngọc này vào miệng, con sẽ có sức mạnh cưỡi mây cưỡi sóng. Có nó, con có thể vượt biển đến đảo xa cứu chồng. Nhớ cẩn thận, đừng để rơi. Nếu làm mất ngọc, con sẽ mất đi sức mạnh và sẽ chìm xuống biển. Vâng, thưa thần biển, đội ơn người. Tấm lòng này của người con sẽ khắc cốt ghi tâm. Sao em lại ở đây thế này? Anh cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại được em nữa. Wow,
quá. Em ơi, chúng ta đang đi trên sóng. Nhưng tại sao chúng ta có thể lướt đi trên sóng mà không hề hấn gì? Em sao thế? Bình thường nói với anh rất nhiều, sao hôm nay em không nói với anh tiếng nào? Em vẫn không chịu nói sao? Hay là em không còn yêu anh nữa? Không. Ôi. Ôi, anh ơi, em không biết bơi. Bám lấy lưng anh, bám lấy tay anh. Hai vợ chồng người đánh cá sau khi chết bỗng hóa thành đôi sam. Khi sống cũng như khi chết, hai vợ chồng người đánh cá chung thủy, không bao giờ muốn rời xa nhau nửa bước. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.